là hai chị em cùng cha khác mẹ. Chẳng may cha mẹ của Tấm mất sớm, Tấm phải ở chung với dì ghẻ và cô em tên là Cám. Cám thì được sự nuông chiều của mẹ, suốt ngày rong chơi không làm gì cả. Trong khi đó thì nàng Tấm phải hết sức là vất vả, nào là làm việc ở ngoài đồng, nào là làm việc ở nhà, suốt cả một ngày như thế. Thế rồi một hôm kia, còn tôi thì chỉ thích rong chơi. Tôi không có ngu dại như chị Tấm đâu, làm chi cho nó mệt mệt sức mà bùn đất dính đầy quần áo dơ hôi ghê lắm. Vậy đó, tôi ha là tôi chỉ thích rong chơi bẻ hoa bắt bướm mà thôi. Rong chơi ta cứ rong chơi, mặt ấy hì hục lưng phơi giữa trời. Trời sắp lưng bẩn rồi, chị em ta về thôi Cảm ơi. Chết, chị Tấm kiếm. Em ơi, chị em ta về thôi, em có nhớ không? Dì hứa rằng sẽ thưởng được nhiều Tết cho em xin đó, nhớ không? Cảm ơn. Em đâu rồi? Chết, chị Tấm chị nói tôi mới nhớ. Mẹ dặn á là mỗi đứa phải xúc một giỏ tép đầy, đứa nào mà xúc không đầy là về mẹ không có thưởng cho cái yếm đỏ đâu, mà còn bị quýnh đòn nữa đó. Chết rồi, mình lo vui chơi nãy giờ chưa bắt được con nào hết, mà mặt trời thì sắp lặn. Thôi chết, phải đi bắt tép mau lên. Tép ơi, tôm à, cua ơi, ốc hỏi, có em nào rảnh nữa không, ông leo lên đây cho chị bắt của em. Em đây chị ơi. À, nghe rồi, tiếng của con này nghe rất thánh thoát, chắc hẳn đây là tiếng của một con cá lóc. Một con cá lóc to. Em lóc ơi, em núp ở đâu vậy? Em chui lên đi cho chị bắt em đi em. Em đây nè chị. Chị không có thấy, em phải trồi lên chị mới thấy. Dạ em đây.
Ủa em là con gì mà đầu em bự quá vậy? Đâu có giống đầu cá lóc đâu. Dạ em. Em là con gì? Em là... Con gì? Rắn. Bớ người ta, cứu tôi với. Bớ người ta. Em ơi, chị năn nỉ em, em đừng có cắn chị sợ rắn lắm. Chị ơi, em không phải là rắn, mà là rắn. Em là con rắn. Chị nói sai rồi, nói lại đi chị ơi. Rắn. Chị lại nói sai nữa rồi. Rắn. Chị sợ quá à, chị nói không có được. Để chị đánh dần từ từ. Em là con rắn. Bà nói cho đúng nha bà. Bà nói sai tôi cắn bà nha. Nói lại coi. Em là con rắn. Nãy giờ tôi bực bà lắm rồi nha bà. Tôi phải cắn bà mới được. Bơ người ta, cứu tôi với. Bơ người ta, cứu tôi với. Ê mày ngon mày lên đây. Ê cái con rắn kia mày ngon mày lên đây. Mày tưởng tao sợ mày hả mày? Tao nói được chứ mà tao nói không được sao? Rắn, thấy không? Tại tao làm bộ thôi. Mày ngon mày lên đây. Mày lên đây tao kẻ mày ra làm đôi thì mày đừng có tưởng như mày. Mày tưởng tao sợ mày hả mày? Tao kẻ mày ra làm đôi, thấy không? Mày đừng có tưởng mà mày lên đây đừng làm nhọt thì con đây chị chửi nó. Mày lên đây. Mày lên đây tao kẻ mày ra làm đôi. Phân nửa tao nấu lẩu đừng có làm nhọt chị cưng. Phân nửa tao nấu lẩu, phân nửa tao nấu canh. À, mày đừng cứ nhỏ này vô duyên quá tự nhiên. Chị. Nhìn mặt chị thấy cũng ác lắm á chứ. Vậy mà hù chút xíu là xỉu rồi à. Đồ hèn. Thôi đi tìm con khác ác hơn cắt chơi. Cấm ơi em đâu rồi? Dì đang trông ở nhà đó. Chị em phải tranh thủ về thôi. Cấm ơi. Tại sao lại nằm ngủ ở đây? Cái tật mê ngủ vẫn không chừa. Vậy à, người ta cứu tôi với. Cái gì vậy? Chị Tắm ơi, sao? Về mau. Đi đừng có ở đây nữa. Ở đây lại có nguyên một con rắn to ghê lắm. Nào thấy có con rắn nào đâu. Em hư quá, mê ngủ quá. Đưa chị coi tắt được bao nhiêu tép rồi. Trời ơi, sao chẳng có con nào vậy nè. Thôi được rồi, để chị sẽ sang phần tép của chị cho em nghe chưa. Chị Tắm hả? Có nguyên một giỏ tép đầy luôn. Mình có cách rồi. Ê, chị định làm gì vậy? Chị sang tép của chị cho em. Thôi, chị đừng có làm vậy. Em cảm ơn chị giúp em. Nhưng mà chị làm vậy là chị tập cho em tánh ỷ lại làm biếng. Không có chịu làm việc. Em thích tự tay em bắt tép mà thôi. Ôi trời ơi, chị Tắm ơi, chị hư quá. Sao em? Trời ơi, nè, chị nói chị làm việc hì hụp. Mà tóc tay chị dơ quá đi. Đầu cổ của chị dính toàn bùn đất xình lầy. Ghê quá. Chị hư lắm. Chị đi tắm gọi mau lên. Để về mà mẹ thấy chị dơ là mẹ đánh đòn chị cho chị coi. Phải, chị sẽ đi ngay. Ủa, chị đi. Em đi. Nhớ chờ chị nha. Ờ. Cho chị gửi giờ tép. Đây, em cầm. Thôi. Thôi em cầm của chị đâu nha. Rủ gì cầm của chị mất một con tép nào đổi thường ta làm sao. Thôi thì em chờ chị vậy. Nói nghe nè. Sao? Để nó đi. Coi như là tôi đứng từ xa tôi dòm dùm thôi nha. Rồi, chị để đây nha. Nhớ chờ chị nha. Xong rồi chị em ta cùng về. Bộ chị định gọi ở đây à? Ừ. Đâu có được. Ở đây hồi nãy em quậy lên bùn đất dơ ghê lắm. Chị đi xa anh kia kìa. À, được. Nhớ chờ chị nha. Đi xa nha. Ôi, chị biết rồi. Chị Tắm ơi. Ừ. Đi thiệt xa nha. Rồi. Lặn thiệt sâu nghe. Chị Tắm ơi. Chị lặn thiệt là sâu nữa nha. Chị lặn sâu như vậy nè. Đó. Chị lặn sâu như vậy. Đó. Chị Tắm ơi. Chị Tắm à. Em đi đây.